trận câu lạc bộ Công an Hà Nội, Thanh Hóa trên sân Hàng Đẩy phải tạm dừng vì sấm chớp xuất hiện. Tối ngày 20 tháng 9, trận đấu sớm nhất vòng 2 V-League 2024-2025 diễn ra trên sân Hàng Đẩy giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội gặp đội Thanh Hóa phải tạm dừng từ phút 17 vì sấm chớp xuất hiện, ảnh hưởng đến sự an toàn của các cầu thủ. Trước khi tổ trọng tài quyết định cho tạm dừng trận đấu, các cầu thủ thi đấu trong điều kiện không thuận lợi. Cơn mưa rất lớn đổ xuống sân Hàng Đẩy khiến mặt sân xuất hiện nhiều vũng nước, ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của trận đấu. Cả câu lạc bộ Công an Hà Nội và Thanh Hóa không thể chuyền ngắn và đều phải thực hiện rất nhiều những đường bóng dài. Không chỉ vậy, mặt sân trơn còn khiến thủ môn Nguyễn Philip mắc sai lầm và suýt trả giá bằng bàn thua. Mưa to và sấm chớp khiến ban tổ chức phải dừng trận đấu. Phút 11, thủ môn Việt Kiều có tình huống lao ra ngoài vòng cấm để phá bóng và trượt ngã do mặt sân trơn. Ngay lập tức, Lê Văn Thắng lao lên tranh chấp với trung vệ Hugo Gomez, cướp được bóng và dứt điểm thành công vào khung thành trống. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Văn Thắng đã phạm lỗi nên chính không công nhận bàn thắng cho câu lạc bộ Thanh Hóa. Các cầu thủ chủ nhà câu lạc bộ Công an Hà Nội rời sân từ phút 11 đến 17. Có khoảng 3-4 lần sấm chớp xuất hiện. Vì thế, ban tổ chức quyết định tạm dừng trận đấu để đảm bảo sự an toàn cho các cầu thủ. Trận đấu sẽ được tiếp tục ngay khi thời tiết thuận lợi hơn.